Ngày đó, trời ơi, cái view đại lộ Đông Tây giống như bài hát xưa đại lộ Đông Tây có người cầm đôi tay. Rồi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm thêm tiện ích ở dưới, đó chính là trung tâm thương mại Estella với đồ hấp chan can cơm. Trời ơi, rất là thích ăn ở đây luôn mọi người. Ngân nghĩ là nếu mà được ở chung cư mà có thêm một cái tiện ích rất là tuyệt vời là trung tâm thương mại thì cái độ tăng giá của chung cư rất là tốt, cũng như là cho thuê cũng tốt luôn. Thì Ngân thấy 3 phòng ngủ tại Estella cũng có giá từ 9 tỷ cho đến 10 tỷ thì cũng hợp với lại cái túi tiền của chị Ngân. Về thì chị Ngân cũng suy nghĩ thêm một chút, phải tấp vô uống Phúc Long thôi, tại vì đã đến đây rồi thì phải uống Phúc Long. Không hiểu tại sao Ngân có thể nói một câu vô nghĩa như vậy, tại vì Phúc Long ở đây ngon, hoặc là Phúc Long ở đâu cũng ngon hết, Ngân thích Phúc Long lắm. Bây giờ thì Ngân sẽ về để tập yoga, mà Ngân đứng ưỡn ẻo trước gương hết 10 phút luôn rồi. Thôi Ngân trễ giờ học rồi, bye bye mọi người nha.